Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trước khi đến với phần dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị, trên sông Đà tại Bắc Ma, sông Nậm Na tại Nậm Giàng, sông Nậm Bung tại Nà Hờ và sông Nậm Mô tại Tà Giang, mực nước dao động và biến đổi chậm theo điều tiết từ các hồ thủy điện. Dự báo cảnh báo trên sông Đà tại Bắc Ma, sông Nậm Na tại Nậm Giàng, sông Nậm Bung tại Nà Hờ và sông Nậm Mô tại Tà Giang, mực nước tiếp tục biến đổi theo điều tiết từ các hồ chứa thủy điện. Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm có thể xảy ra trong 24 giờ tới là không. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội cũng không có. Chuyển sang phần dự báo thời tiết. Đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh phổ biến là có mây không mưa, ngày nắng, đêm và sáng trời rét, vùng núi cao rét đậm, gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 27 độ, vùng núi cao từ 12 đến 20 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%. Cụ thể, thành phố Lai Châu, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Huyện Mường Tè, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Khu vực huyện Sìn Hồ, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, độ ẩm cũng dao động trong khoảng từ 65 đến 95%. Huyện Than Uyên, nhiệt độ từ 13 đến 29 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%. Khu vực huyện Nậm Nhùn, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Khu vực huyện Tam Đường, nhiệt độ từ 13 đến 29 độ, độ ẩm từ 50 đến 95%. Huyện Tân Uyên, nhiệt độ từ 13 đến 29 độ, độ ẩm cũng dao động trong khoảng từ 50 đến 95%. Đối với khu vực huyện Phong Thổ, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Trên đây là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.